29. Anh không sao chứ? Hàm Tuyết, anh Duy Thu, anh đừng như vậy. Asuki, anh ta đã kết hôn rồi, em biết không? Đến bây giờ em vẫn nhớ mãi, không quên anh ta. Rốt cuộc em có anh là gì? Nếu anh biết anh và Hàm Tuyết đã không có khả năng, nên chặt đứt suy nghĩ này. Ta là chủ quầy ở đây, các anh muốn bắt thì bắt ta. Dẫn đi. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta cảm thấy chắc là Từ Bảo Đường mua chuộc người của phòng tuần bổ. Mục đích là khiến ta không thể tham gia giải thưởng phiến trân. Vậy lần này thực sự để ông ta thành công rồi. Giải thưởng phiến trân sắp bắt đầu rồi, nhưng quạt của chúng ta bị hủy rồi. Mưu sự do người, việc thành do trời. Có vài việc không thể miễn cưỡng. Đỗ Nguyên, lần sau khi cô đến, có thể giúp ta mời một đại phu đến không? Nhị tiểu thư, cô bị thương ở đâu rồi à? Không phải ta, là ông ấy. Ta đã nói rồi, ta không cần đại phu. Ta cần là Bình Thị Tất ở nhà ta. Tiểu Ngọc, đi lấy cái váy đỏ áo trắng kia đến cho ta. Tiểu thư, cô mới thử cái đó rồi. Không có cái nào vừa ý. Nếu có anh Duy Thu ở đây thì tốt rồi. Anh ấy biết chọn quần áo giúp ta nhất. Đại tiểu thư, cô quên rồi. Bây giờ cô gia là chủ quầy của cửa hàng tơ lụa, rất bận. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Chúng ta dứt khoát đến cửa hàng, để anh Duy Thu giúp ta chọn mấy loại vải mới. Ta sẽ theo kiểu mẫu mới nhất bây giờ, làm mấy bộ quần áo. Dù thế nào cũng không mất mặt Trấn Bằng Khê chúng ta. Ta thấy đại tiểu thư không phải muốn hơn mấy cô gái thời thượng ở Thượng Hải, là muốn hơn nhị tiểu thư nhỉ? Nhưng nhị tiểu thư làm sao hơn được? Nhị tiểu thư cái gì? Từ gia không có nhị tiểu thư. Nếu ngươi còn để ta nghe thấy ba từ nhị tiểu thư, ta sẽ rách miệng ngươi. Vâng, đại tiểu thư. Được rồi, cùng ta đi tìm anh Duy Thu đi. Con cá đỏ này đại biểu em, con cá đen đại biểu anh. Vậy bây giờ có phải nên vẽ mắt cá rồi không? Bây giờ vẫn chưa vẽ được, vì bây giờ chúng nó chưa có tim. Ồ, vậy làm thế nào mới khiến chúng có tim? Phải đưa chúng đến trước mặt Quan Âm Nương Nương giao tim. Quan Âm Nương Nương tại thượng, đời này Hàm Tuyết sẽ giao trái tim này cho anh Duy Thu, mãi mãi không đổi. Diệp Duy Thu ta, trái tim này sẽ thuộc về Hàm Tuyết đời này kiếp này, quyết chí không thay đổi. Hay cho một đôi cá vui đùa trên quạt hồng đậu. Hồng đậu tương tư tình tương khiên, rất đẹp, rất có ý vị. Vậy anh phải nhớ, anh phải mang theo nó, bảo vệ nó cả đời, không rời không bỏ. Anh thề, Diệp Duy Thu anh cả đời này sẽ mang theo nó, bảo vệ nó, không rời không bỏ. Không rời không bỏ. Không rời không bỏ. Anh Duy Thu, anh Duy Thu, em mang một tin tốt đến cho anh. Cha em muốn đưa em đi Thượng Hải. Hóa ra anh đã sớm biết rồi, anh cũng không nói với em. Cha nói muốn cho em một bất ngờ. Anh nói chúng ta đi Thượng Hải nên mặc gì? Mặc quần áo gì cũng đều đẹp. Anh Duy Thu, hay là anh giúp em chọn chút vải làm quần áo mới?
Sắp phải đi rồi, thời gian ngắn như vậy, nào kịp làm xong được? Vẫn kịp, chỉ mấy bộ. Không phải, cửa hàng nào cũng có thể nhận đơn gấp như thế. Đây là quạt của ai? Hàm Tuyết, Diệp Chi Thu, anh khinh người quá đáng rồi. Anh rõ ràng nói với em đã quên cô ta, vì sao anh còn có quà của cô ta? Ta không biết em đang nói gì, không biết em đang nói gì. Đây rõ ràng là quạt Lâm Hàm Tuyết tặng anh. Anh rõ ràng là nhìn vật nhớ người. Ta đây là đang thu dọn đồ, trong lúc vô tình phát hiện, không có gì to tát. Vậy được, anh ở trước mặt em, xé nó đi. Em như vậy là hà cớ gì? Nếu hôm nay anh xé nó rồi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu anh không xé nó, hôm nay chúng ta không xong. Em đừng làm loạn. Đứng lại cho em. Là em làm loạn sao? Thử hỏi có người phụ nữ nào nhẫn nhịn chồng mình ở bên ngoài nhớ người phụ nữ khác. Em nói cho anh biết, Diệp Chi Thu, không phải em quá đáng, là anh quá đáng. Chuyện gì cũng nên dừng lúc thích hợp. Nếu quá đáng sẽ đối với chúng ta không tốt. Diệp Chi Thu, anh lại nói lời như vậy với em. Được, anh không xé đúng không? Anh không xé, em xé. Em buông tay, đưa cho em. Em đây là làm gì? Em buông tay. Buông tay. Buông tay. Diệp Chi Thu, anh lại vì một cái quạt ra tay với em. Em tưởng lời anh nói đều là thật. Em tưởng rằng anh thực sự muốn sống tốt với em. Xem ra tất cả đều là giả. Hóa ra anh đang lừa em. Như Mạn, cô đang làm gì? Như Mạn, thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, cô đừng đập. Nhanh giữ con bé lại. Thiếu phu nhân, đừng qua đây. Ai dám qua đây ta sẽ đập người đó. Con nhìn con xem, con biến thành dáng vẻ gì rồi? Con còn giống tiểu thư khuê cát không? Con còn giả mang hơn những gã đàn bà chanh chua trên đường. Ta chính là người đàn bà chanh chua. Ta chính là giả mang. Ông cũng không hỏi tất cả là ai tạo thành, hỗn sự. Chi Thu có lỗi lầm lớn. Nó cũng là chồng con. Xuất giá tòng phu, chồng chính là trời. Con dù chịu ủy khuất lớn cũng phải nuốt vào bụng. Ta nhổ vào. Ông là anh của Diệp gia các ông hay là dùng của Diệp gia các ông? Trên dưới trong ngoài Diệp gia các ông, cái nào không phải dùng tiền của Từ gia ta mua? Ngay cả tiền khám bệnh, tiền mua thuốc của ông cũng là ta cho. Cô ta cái gì ta? Đám người vô ơn các ông dùng tiền của ta, trong lòng lại nhớ người khác. Thứ vong ơn phụ nghĩa các người. Ta hối hận. Ta hối hận. Lúc đầu vì sao ta lại để Chi Thu cưới loại đàn bà chanh chua như cô? Muốn trách thì trách bản thân ông. Không sai, người lúc đầu Diệp Chi Thu muốn cưới không phải ta. Nhưng sao ông không nói ta là con dâu ông quỳ ở cửa nhà 3 ngày 3 đêm cầu về? Đàn ông Diệp gia các ông không khí phách, không nghĩa khí, từ già đến nhỏ đều là đám đê tiện. Nếu là ta, ta đã sớm chết đi rồi. Cô, lão gia, lão gia, người đâu, người đâu, nhanh lên. Lão gia, lão gia, lão gia. Không phải ta, không liên quan đến ta.
Đại phu, cha ta thế nào rồi? Chuẩn bị hậu sự đi. Cha yên tâm, con sẽ không khiến cha thất vọng. Tùng trưởng hoàng là người bận rộn, mời nhiều lần cuối cùng cũng ngóng được ngươi đến rồi. Xem cô nói chuyện này, có người đẹp mời, ta há lại không đến. Nhờ ơn ngươi coi trọng. Nếu cách cách thẳng thắn như vậy, vậy tại hạ khó xử rồi. Vậy không biết chuyện ta nhờ hoàng tuần trưởng. Cách cách yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó Hàm Tuyết tiểu thư. Chỉ cần giải thưởng phiến trân vừa kết thúc, ta lập tức đưa cô ấy về nhà. Ta muốn ngươi lập tức thả người. Đây có chút làm khó rồi. Làm khó? Ngươi nhận tiền của ta, bây giờ lại nói làm khó. Ta đồng ý với cô thả Hàm Tuyết, nhưng không đồng ý lúc nào thả cô ta. Cô cũng biết, người nhờ ta cũng không phải có một hai người. Vì chút tiền đó của cô làm hỏng quy tắc của ta, bảo ta sau này còn lăn lộn thế nào. Được, ta không làm khó ngươi, nhưng sẽ có ngày ngươi cầu xin ta. Nhanh, nhanh lên.
Còn không nhanh đi. Đi không? Đại ca, đại gia. Đại gia, đại gia tha mạng. Đại gia, ngài muốn làm gì? Ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu Lâm Hàm Tuyết vẫn còn ở Tùng Bổ Phòng, ngươi liền đợi làm xác chết đi. Đại gia yên tâm, ta nhất định làm theo. Thế nào? Đều giải quyết xong rồi. Họ Hoàng kia ngày mai sẽ thả Hàm Tuyết. Ta biết tên đó ăn cứng không ăn mềm. Ngày mai cùng ta đi đón Hàm Tuyết. Ta không đi. Cô tự đi đi. Vì sao? Ta không muốn khiến cô ấy căng thẳng. Này, ông từ từ. Ông chủ, ông xem tang sự của Diệp gia, chúng ta thực sự không đi. Ta và Diệp Tĩnh Trai có mấy chục năm giao tình, lại là thông gia. Theo tình lý, tang sự này ta không thể vắng mặt. Chỉ là giải thưởng phiến trân ở ngay trước mắt. Hay là ngươi nói xem con dâu khiến cha chồng tức chết. Ta đi rồi, biết để mặt mũi vào đâu. Ông chủ, vậy chúng ta không đợi đại tiểu thư sao? Nó còn có mặt mũi đi theo ta. Ta vốn hy vọng nó có thể kiềm chế được Diệp Chi Thu, để Diệp Chi Thu làm việc cho Từ gia. Bây giờ thì hay rồi, Diệp Chi Thu không chống đối với Từ gia ta, ta đã cảm ơn trời đất rồi. Đúng rồi ông chủ, ông xem cửa hàng này có phải ta nào quản được nhiều như vậy nữa. Ta nuôi nhiều người như vậy, nếu đều không thể làm việc, liền cút đi cho ta. Cha, con trai bất hiếu, không thể để cha bảo dưỡng tuổi thọ thiên nhiên. Những việc Từ gia làm với Diệp gia chúng ta, con đều nhớ trong lòng. Cha ở trên trời linh thiêng, cha phù hộ cho con phục hưng Diệp gia, đoạt lại những thứ Từ gia nuốt của Diệp gia chúng ta về,
Chú ơi, thì thất này thật sự có thể chữa mụn nước của chú sao? Tất nhiên rồi, đây là công thức tổ truyền của nhà ta. Cô đừng thấy dáng vẻ bây giờ của ta, nhà ta nhiều đời là danh y, còn từng làm thái y trong cung. Cô đừng coi thường loại thuốc này, ngàn vàng khó cầu. Cô xem, hôm qua bôi thuốc, hôm nay khỏi hết rồi. Cô xem. Đúng thế, thuốc này thực sự rất thần kỳ. Thế nào, không lừa cô chứ? Chú ơi, nếu chú có bản lĩnh như vậy, vì sao lưu lạc đến đây? Đó là ta thích ngồi tù. Ta ấy, trên không có mẹ già, dưới không có con nhỏ, thích uống rượu cho xúc sắc, nợ một khoản tiền. Ngồi tù, ta không dễ dàng mới vào được. Ở đây ăn cơm không cần tiền lại có chỗ ở, còn không có người đến đòi nợ. Tốt biết bao, ta không muốn ra ngoài. Chú đúng là rất kỳ lạ. Đây có thể là mỗi người đều có cách sống của mình. Lâm Hàm Tuyết, cô có thể ra ngoài rồi. Ồ, ta biết rồi. Chú ơi, có người đến đón ta rồi, ta phải đi. Chú giữ gìn sức khỏe nhé. Cô nương, từ từ. Cô nương, chúng ta gặp nhau là có duyên. Cô là người tốt. Đây là công thức tổ truyền của nhà ta, còn có bình thuốc này. Cô giữ đi. Không được, không được, ta không thể lấy cái này. Cầm lấy đi, không chừng ngày nào đó cô còn dùng đến. Đi đi, đi đi. Vậy cảm ơn chú. Đi đi, đi đi. Lâm tiểu thư, Lâm chủng hoàng, tiểu nhân có mắt không thấy núi thấy sơn. Cô đại nhân đại lượng, xin giơ cao đánh khẽ. Ngài đừng như vậy, ta không biết ngài đang nói gì. Hàm Tuyết, cách cách, cách cách. Ngày đó ta đắc tội, xin cô nói với mấy vị anh hùng đó một tiếng. Nói chuyện cô giao ta đã làm xong rồi. Ta đã sớm nói rồi, ngươi sẽ cầu xin ta. Phải phải, đi. Cô đi thông thả. Cách cách, rốt cuộc cô làm gì hắn? Cô không thể mất công ngồi tù, cũng phải có người trả giá một chút. Lái xe. Ta đều vứt quần áo trong tù của cô rồi, cô đừng lải nhải với ta. Cô đều đã vứt rồi, ta còn lải nhải cái gì với cô? Ta đã tìm cái này về cho cô rồi, cô xem. Áo choàng bông kia tặng cho con, nhớ, nhất định phải mang bên người. Đây không phải áo choàng bông của ta sao? Nhưng lúc ở kinh thành bị trộm mất rồi. Ta đã sớm tìm về giúp cô rồi, vốn muốn đưa cô nhưng quên mất. Ta còn tưởng ta không tìm lại được nữa. Cảm ơn cô cách cách. Ta tưởng cô chết rồi nên vẫn luôn giữ nó, vốn muốn mang về quê. Cũng may không đưa cho lão hồ ly từ bảo đường kia, xem như của về chủ cũ. Nhưng nói lại, áo bông rách rồi sao cô còn giữ nó? Đây chẳng qua là cái áo bông cũ bình thường. Cha nuôi trước khi mất lại dặn dò ta phải giữ cẩn thận. Chẳng lẽ trong này còn có ý nghĩa khác? Đây không phải là chỗ mặt quạt bị mất trong cung sao?
Cuối cùng ta đã hiểu dụng tâm của cha nuôi rồi. Nhị tiểu thư, hoạt linh lung của cô bị hủy rồi. Cách giải thưởng phiến trân không còn mấy ngày. Xem ra lần này chúng ta không có cơ hội rồi. Chắc chắn không kịp làm vặt cổ linh lung. Nhưng ta vẫn sẽ không từ bỏ cơ hội cuộc thi lần này. Nhưng quạt bình thường sao có thể so với đa bảo cát được? Nhị tiểu thư, đây là thứ đồ gì? Mùi kỳ lạ, ta vứt nó đi nhé. Không được, cái này không thể vứt. Đây là bảo vật gia truyền người khác tặng ta. Không phải chứ, ai sẽ coi thứ này là bảo bối gia truyền? Hắn lừa cô hả? Lọ thị tất này tuy mùi không dễ ngửi, nhưng công hiệu của nó rất lớn. Thị tất? Thế nào, anh biết à? Đúng là thị tất thật. Ta không những có đồ thật, còn có công thức. Nhị tiểu thư, cô nhặt được bảo bối rồi. Nhị tiểu thư, trong bản thảo cương mục có ghi chép thị tất. Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết giá trị làm thuốc của nó, nhưng không biết nó là nguyên liệu làm hoạt thất truyền. Không ngờ trong đoạn cảnh ngộ trong tù lại khiến ta tìm được một cách làm quạt mới. Giấy dâu của Lâm An Vu tìm cùng thị tất của Chư Ký liền có thể chế thành quạt giấy đen. Chào mừng đến. Tiểu thư Kana, xin mời nói vài câu. Ta chúc giải thưởng phiến trân lần này thuận lợi khai mạc. Cảm ơn, cảm ơn. Mời đi bên này. Hàm Tuyết, làm xong chưa? Giải thưởng phiến trân bắt đầu rồi. Đợi thêm một chút nữa, thì tất vẫn chưa khô. Còn chưa khô hết, vậy cô phải làm nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Đừng vội, chỉ cần mặt khô, ta sẽ lập tức xuất phát. Có thể để nó khô nhanh hơn không? Ta cũng rất nóng vội. Nhưng nếu không thể mang thứ tốt nhất đến tham gia cuộc thi, ta thà không đi. Từ chủng quầy, Lý chủng quầy, Đa Bảo Cát là lão đại trong ngành chúng ta, không biết lần này mang cái gì đến tham gia. Chút nữa mang quạt ra, các vị sẽ biết. Nhìn thần khí của từ chủng quầy, khát vọng nhất định phải có. Nào có, nào có. Nào, mời. Được, mời, mời, mời. Được rồi, cuối cùng khô rồi. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta đi. Đi. Mẹ, xem ra cô gái con đợi lần này đã thất hẹn rồi. Sẽ không. Cuộc thi lần này đối với cô ấy rất quan trọng. Thế sao? Bà Kana, bình chọn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào trong hội trường thôi. Được, xin con chuyển lời của ta đến Hàm Tuyết tiểu thư. Ta rất mong đợi quạt quái đến tham gia cuộc thi. Mời. Kiên quyết không làm nô lệ mất nước. Kiên quyết chống Nhật. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản.
Máy như này thật là càng gấp càng thêm loạn. Cách cách, không kịp rồi, ta đi trước. Cố lên. Ừ, đi đi. Hàm Tuyết, sao bây giờ mới đến? Sắp không kịp rồi. Xin lỗi, bọn ta còn có quà muốn tham gia cuộc thi, có thể chăm trước một chút không? Thời gian đã qua, không thể tham gia cuộc thi. Thời gian mới qua giúp đỡ được không? Quy tắc là quy tắc, ta không giúp được. Làm thế nào? Đi theo anh. Đều làm xong rồi, ông yên tâm. Ông chủ, xem ra giải thưởng phiến trân này phải thuộc về ông rồi. Chưa đến cuối cùng, tuyệt đối đừng nói lời thế này. Mẹ, vị này là Hàm Tuyết tiểu thư sao? Phu nhân Kanna xin chào. Mẹ, bọn con đưa quạt đến, nhưng đã qua thời gian đưa quạt, mẹ có thể giúp đỡ nghĩ cách không? Nhưng thời gian đưa quạt đã qua rồi, bây giờ lại đưa đến, sợ là mẹ đừng vội từ chối. Xem quạt trước đã, nếu mẹ cảm thấy xứng đáng, mẹ liền giúp đỡ. Nếu không đáng, con sẽ không nói gì nữa. Thực ra mẹ cũng rất có hứng thú xem quạt Hàm Tuyết tiểu thư làm ra. Các vị khán giả, các vị giám khảo, tiếp theo các vị nhìn thấy là quạt giấy đen của cửa hàng quạt Tuyết Nguyệt. Nhưng vì thời gian đến đã qua, tổng giám khảo của bọn ta hy vọng có được sự công nhận của các vị đồng nghiệp đồng ý cho phép tham gia. Không biết các vị có ý thế nào? Đại bảo các bọn ta không có ý kiến khác, có thể khoan hồng đồng ý cho phép tham gia. Vậy các vị tham gia cuộc thi có dị nghị gì không? Nếu đều không có dị nghị, ông chủ, đây là quạt của Lâm Hàm Tuyết. Sao ông? Ta vốn cho rằng cô ta sẽ dùng quạt cổ linh lung tham gia cuộc thi,
Vì thế ta mới trăm cách phòng bị. Xem ra Hoàng Tuần Trưởng là giúp đỡ nhiều rồi. Quạt cổ linh lung của cô ta căn bản chưa làm ra. Làm ra một cái quạt đen thui này không hề bắt mắt đến tham gia cuộc thi. Cơ hội mất mặt này ta há không thể cho cô ta. Được rồi, tất cả quạt tham gia cuộc thi của chúng ta đều đã bày ra hết. Bây giờ mời các vị nghỉ ngơi chút, đợi ban giám khảo quyết định. Lần này may nhờ có anh, nếu không cửa hàng quạt Tuyết Nguyệt không thể tham gia cuộc thi. Hôm nay em một lòng đến tham gia cuộc thi, chuyện khác để sau rồi nói. Cảm ơn. Hàm Tuyết, Hàm Tuyết, cuối cùng cha gặp được con rồi. Con có biết ta tìm con rất vất vả không? Các vị, vị này là Lâm Chủng Quầy, Lâm Hàm Tuyết của cửa hàng quạt Tuyết Nguyệt, là con gái nuôi ta nuôi dạy nhiều năm. Bây giờ tự lập môn hộ, nhỏ đã có thành tựu, ta rất vui mừng. Trong hơn 10 năm ta coi con bé như con ruột, còn thương yêu hơn con gái ruột. Không những dạy nó kiến thức, còn đem mật tịch làm quạt không truyền ra ngoài của Từ gia truyền cho con bé. Hàm Tuyết à, con tự lập môn hộ ta không có ý kiến, nhưng vì sao con trộm trút tương phi của ta, đào đi thợ giỏi nhất của ta, mọi việc đối đầu ta? Ta không tính toán mấy chuyện này với con. Hôm nay ta con không dễ gì gặp mặt, để vi phu nhìn kỹ con. Từ Chưởng Quầy, thực ra ta vẫn luôn rất mong đợi gặp mặt ông, vì ta muốn biết sau khi ông nhìn thấy ta sẽ đối mặt với ta như thế nào. Nhưng ta không ngờ ông vẫn giả dối như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này lúc chúng ta gặp mặt ta không cần khách khí như vậy nữa. Thời gian cũng tương đối rồi, không biết các vị kết luận thế nào. Quạt thép vàng, ngà voi của Đa Bảo Các, tay nghề tinh xảo, phong cách độc đáo, trân quý cao nhã, đây là cực phẩm trong cuộc thi lần này. Nếu là như vậy, mời phu nhân Kana, tổng giám khảo của chúng ta, đến sảnh trước tuyên bố kết quả cuối cùng với mọi người. Thế nào, phu nhân Kana, chẳng lẽ bà có ý kiến với suy nghĩ của bọn ta? Chiếc quạt thép vàng ngà voi này quả thực tinh xảo bất phàm, nhưng muốn xác định nó là quạt đoạt giải thưởng lần này, ta vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ. Vì cuộc thi đạt tính quốc tế lần này, tuyên bố kết quả nhất định phải thận trọng, không thể qua loa. Đây cũng là tôn trọng đối với công sức của những người tham gia cuộc thi bỏ ra, không phải sao?
Vậy ý của bà, ta nghĩ tối nay chúng ta đối với tất cả quạt tiến hành đánh giá lần nữa, ngày mai tuyên bố kết quả cuộc thi. Không biết ý các vị thế nào? Vậy thì hoãn đến ngày mai. Bây giờ ta đi tuyên bố. Ây da, xin lỗi, là ta không cẩn thận. Tuyệt đối đừng làm hỏng quạt. Kỳ lạ, quạt này không sao cả.